thử hết cầu 100.000 ăn được dĩa phố đi bộ Nguyễn Huệ. Cái tập thì hơi rén nha, tại nghe đồ với bộ Nguyễn Huệ bán cũng không nói gì đó, hơi cao một xíu. Kem thì bao nhiêu một phần các bạn? 30. Lấy mình một phần kem nha. Bảy màu anh chàng. Giờ em dưới anh. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Là mới đứng đây, xong giờ đi hết trơn rồi. Cho em một ly trà đào đi ạ. Ok ạ. Trà đào ở đây bao nhiêu một ly anh? Dạ 40 nha. Dạ rồi, lấy em một ly nha. Anh quen không giờ. Ôi sang không giờ nữa. Được luôn. Có đi bao nhiêu tiền chị? Đồng giá 20 vậy. Ăn 5 cây đi ha. Ít nhất là chị bán bao nhiêu cây? Ai biết muốn ăn mấy cây cũng được. Mấy cây chị cũng bán hết hả? Vậy thôi lấy em 2 cây. Cây gì? Em cây nào cũng được hết. Rồi em bò 2 cái ghế ngồi chị đem cây cho. Ăn gì cũng được chị đó. Em nó đi. Em làm thử hết. Ví dụ như 100.000 ăn bao nhiêu món. Bây giờ đợi các viên chiên nha.